tới 11 tháng 1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ nước thuộc địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh. Theo đó, vụ hỏa hoạn được phát hiện vào khoảng 19 giờ 45 phút. Ngọn lửa xuất phát từ một ký ốt may sửa chữa quần áo, sau đó lan rộng sang ký ốt may và kho hàng đựng vàng mã liền kề. Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết lửa bốc cháy dữ dội, cả khu chợ bốc khói nghi ngút. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng các lực lượng khác phối hợp để chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 15 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tiểu thương bị thiệt hại ước tính cả tỷ đồng do hàng hóa bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định có thể do chập điện gây ra. Sáng nay 12 tháng 1, khu vực cháy vẫn được niêm phong để điều tra làm rõ nguyên nhân của hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh khí N2O hay còn gọi là bóng cười, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phát hiện một số loại hình dịch vụ núp bóng kinh doanh ăn uống để tổ chức cho khách sử dụng các chất kích thích mà theo quy định không được phép kinh doanh. Vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 5 tháng 1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar Seven Club, địa chỉ số 8 Đại lộ Lenin, phường Hội Tập, thành phố Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại cơ sở có sử dụng nhạc mạnh, kinh doanh bóng cười cho khách hàng. Khí N2O là chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, không phục vụ cho vui chơi, giải trí. Tổ công tác cũng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, thu giữ các tăng vật bao gồm một bình khí N2O đã qua sử dụng, 110 quả bóng cười chưa qua sử dụng và 98 quả bóng cười đã sử dụng. Ngày 12 tháng 1, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Siêu, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Cao Siêu đã cắt trộm 100 tấm lưới B40 làm hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam, gây thiệt hại hàng triệu đồng. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của một công ty xây dựng với nội dung trong quá trình thi công hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu liên tiếp bị kẻ gian cắt trộm các tấm lưới B40. Đây là hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ và nghiêm cấm người đi bộ, sa súc vào cao tốc. Đến trưa ngày 8 tháng 1, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng này khi đang vận chuyển tang vật đi tiêu thụ tại địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Bước đầu, Siêu khai nhận lợi dụng sơ hở đã cắt trộm các tấm lưới B40 để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, kiếm tiền tiêu xài. Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 11 tháng 1, Công an huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Viết Thế Sơn, sinh năm 1995, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, cán bộ công tác tại Hạt Kiểm Lâm huyện Nam Đông về hành vi vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Quá trình điều tra ban đầu cho biết, trong thời gian công tác tại Hạt Kiểm Lâm huyện Nam Đông, Sơn thu mua gỗ quý do một số người dân trên địa bàn huyện khai thác trái phép. Sau đó, Sơn lấy xe của mình rồi thuê người lái đưa gỗ đi tiêu thụ tại một số địa bàn, trong đó có thành phố Huế. Công an huyện Nam Đông đã tiến hành khám xét và thu giữ 3 mét khối gỗ kiềng và một xe bán tải là tang vật và phương tiện liên quan của vụ án. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế đã có quyết định điều động công chức đối với Trần Viết Thế Sơn từ Hạt Kiểm Lâm huyện Nam Đông đến một đơn vị mới. Nhưng đầu tháng 1 năm 2024 thì có quyết định thu hồi do Sơn thuộc diện bị cơ quan công an điều tra xác minh. Vụ án hiện đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đông tiếp tục làm rõ.